Alo. Vậy là bạn nói một tuần nữa là tính từ hôm nay đó phải không bạn? Đúng rồi, trong 7 ngày. Rồi vậy là trong chủ nhật tuần sau tới chủ nhật tuần sau. Rồi cái thứ hai đó là mình muốn nói đổi với bạn luôn nè. Rồi xăng ha, xăng ha, rồi là đúng xăng 95. Ok. Đúng xăng 95. Đúng xăng 95 nha, đúng xăng 95. Đúng xăng 95 nguyên chất mà không có pha phụ gia pha gì nha bạn, để chạy cho nó công bằng. Công nữa. Bây giờ có đem cái máy ông Toàn đi, nó cứ đo đúng rồi. Rồi rồi, ok bạn. Ok bạn. Rồi thì bây giờ mình đã gọi điện để mình thống nhất cái luật cho nó dễ các bạn, để mất công tới đó là anh em mình khỏi lấn cấn nữa. Thì bây giờ là 7 ngày rồi 65 cộng 4,5 bạn ơi, trên đôi danh 4 ly mấy lận chứ đâu phải danh 4 bạn. Thì nói chung là đúng bê tông 65 đó, thì mình em mình giao vậy cho nó dễ để khỏi lấn cấn. Rồi xăng 95 1200m gắn mức. Rồi vậy anh em mình chốt đây, thì nhật hẹn đôi là cỡ đến chủ nhật tuần sau ha. Rồi còn ví dụ như mà muốn ý của Nhật là muốn ăn thua tiền bạc gì đó ra gặp mặt tính luôn. Đó. Rồi. Rồi ok, rồi muốn chạy kiểu gì đó thì cứ gặp mặt nhau chứ rồi ra ngoài đó rồi tính. Đúng không? Rồi ok. Ok bạn. Ở đây nếu mà tôi sai, tôi chấp nhận tôi sai liền. Đi thẳng vô vấn đề luôn đi. Cái giờ không nói gì mà nói sai thì thật mình không có chịu. Bây giờ nói đi. Thì đó bây giờ trong cái clip em có quay lại mà, cái clip nãy em có gửi hoài với nút rồi đó, thì đó là anh em hẹn ra là trong một tuần gọi giờ này quay chạy giờ đó. Nhưng em có giao rõ ràng trong cái clip là 95. 1,2 cán mức. Rõ ràng. Xong rồi nhưng mà không có giao em mà chạy được nào, không báo cho em chạy được nào hết. Còn trước tối hôm qua nhận tin em bạn biết tôi ở 2K. Tại sao lúc đó bạn nói đây chạy ra những tàu chạy luôn, bạn cũng có nói đâu. Còn tôi mới đinh là xe bạn giờ nó chậm thì ra ngoài đó, bạn còn chính lúc thì tôi mới chở xe ra nhưng chậm. Thì nên nó không chuyển, nó chỉ có vậy thôi à. Nó rất là đơn giản, thật sự anh em tới đây là rất là muốn chạy luôn á. Tôi điện cho nó luôn, nói bạn có về đây anh em mình cho luôn cái cũng được đó. Không phải chính cái tiền bạn này nọ, cũng xích lúc nữa. Giúp cái cho nó xong luôn á. Bây giờ mình chạy, à đúng không, tôi nói anh Hòa rồi, anh Hòa không có nhận cái quà, anh Hòa không biết gì hết á. Còn bây giờ nè, bạn nói Hòa nhận không, bạn gọi anh Hòa cái đi, anh Hòa có nhận tôi ra liền. Còn nếu không, bạn qua thẳng tôi nha, không đi vòng vòng, tin nhắn tôi vẫn còn. Mà thời điểm đầu á là bạn nói là qua bạn thả cọc tôi liền, bạn dí tôi là 10 ngày lên nhân khẩu nhân đôi đúng không, không chạy 50 được lại không, đúng không? Rồi bạn cũng đi vòng vòng, các bạn nói tôi đó, bạn không có chốt vấn đề, bạn nói nè, nói cho bạn nghe, bạn nói tôi mà tôi không biết, bạn không biết tôi ở đâu á, 50 triệu bạn sợ tôi cái gì? Nói bạn nghe, bạn chơi bạn có thường tao quá rồi đó. Tôi ở đây cũng không có gì 50 triệu đâu. Mà nói thẳng ra, nếu mà tôi sẽ sống dở 50 triệu ở đây á, tôi không có những người anh này. Bạn mình mới tới quá, mình nói giờ nói anh Hòa thì tôi cầm tiền ra liền. Rốt cuộc cái anh Hòa cũng không thấy gì hết.
rồi bạn nói anh đúc nhiều tiền giờ clip luôn vẫn còn nha, bạn nói anh tiền dưới anh đúc nhiều đứng ra giữ tiền rồi nha, bây giờ có 20 giờ 20 tôi mới nói tôi cầm 20 liền lên cho đúc phải hỏi anh đúc khoảng 20 phút 30 phút tôi cầm tiền lên liền không, cái cộng liền hai một cộng tiền liền rồi vẫn chưa thấy bạn nha, rồi giao từ đây tới sáng thằng nào không chạy là thua. Mà tôi nói cho bạn nghe, mình trong clip mình có nói bạn rõ ràng, bây giờ là bay trên cái bàn là để cái bạn chạy luôn là cái đường nếu nào biết á, mà nói thẳng ra ngoài Vũng Tàu á, bạn nói tôi về ngoài đó xe sao bạn giờ nói giờ nè, nói cho bạn nghe nè, khoan đi, bạn nói để cho tôi nói nè, giờ bạn không chịu qua chạy Vũng Tàu tôi mới nói với bạn á, bây giờ bạn không chạy đúng không, bây giờ đường Nhân Trạch là cái đường nhà của bạn, cái đường Gò Công là đường nhà của tôi, chụp hai cái phiếu nè, thằng nào bốc phiếu mà thua chạy cái đường kia tôi rất là thằng lây rồi bạn. Là bây giờ chốt lại là chỉ là như vậy thôi, bây giờ tôi sai, giờ tôi có sai thì mà bạn có đúng cái có sai gì cũng vậy, bây giờ chốt là tôi không có chạy đó, cái vấn đề bây giờ hôm qua bạn nói bạn đưa lúc này kiểu lúc có quay được cái này, bây giờ là bạn tôi lấy trước cái cô lấy 10 triệu tôi đéo có nói gì nữa, tôi là dân sống mình đâu có chốt, mình đâu có chốt cái chốt cái gì, tôi không đến, bây giờ bạn nói anh đúng giữ 20 triệu, bây giờ tôi chưa thấy tiền, không phải nhưng mà mình đâu có chốt vấn đề là chạy ở đâu luôn nhỉ, chạy cái gì chạy từ 2k mình đi thẳng ra ngoài Vũng Tàu luôn chứ đâu ấy. Nói bạn nghe nè, chơi bằng lĩnh không à, nào bằng lĩnh không à, bạn cũng đéo phải là dân phù bắc, bạn hiểu không, tôi cũng đéo phải dân thường, đồ quá mình giỡn với nhau thôi, mà nghĩ xong thì tôi xách xe chạy Nhân Trạch, chạy Nhân Trạch với bạn giờ ngay cái sân của bạn nè, giờ bạn không thích chạy tôi đi, bạn gọi hai công an xã ra cái đi, giờ sau giờ cũng bởi giờ cũng đéo chạy được ra ngoài Vũng Tàu, đéo có nào đường đó nè, bạn nên nhớ đường Vũng Tàu là bạn gần hơn tôi nha, tôi từ đây chạy ra nha bạn, hợp lại không, Vũng Tàu mà bạn nói chạy không được là tôi nói bạn cái Việt Nam này không có nào chạy được, thì mấy ngành lớn tôi từ xưa giờ chạy quải cũng thua luôn á. Rồi bây giờ bạn nói vậy ok, nhưng mà bây giờ mình hỏi bạn đó là chạy đường nào, tại sao lúc cộng không thống nhất trước là hờn em 7 ngày chạy Vũng Tàu mấy giờ, nếu như mà tôi chấp nhận cộng thì lúc đó tôi không chạy tôi thua, tôi rõ ràng lắm. Thà là bạn nói đây Leo, mình chốt bạn là chạy Vũng Tàu nha Leo. Bây giờ mình nói bây thua. Giờ mình nói thẳng bạn luôn nè, bạn nếu bạn lĩnh mà đi vòng vòng bây giờ anh nào cũng vậy á. Bạn tới giờ nè nói thẳng bạn vậy luôn á, bạn tới giờ chạy rồi bạn mới nói là ờ chạy Vũng Tàu anh. Bạn còn quần quài đủ quá, bạn đưa hết anh này cầm tiền, anh kia cầm tiền. Nếu bây giờ bạn thích nè, tôi chạy xong bạn một cái, chẳng phải chạy xong tôi một cái. Chứ còn chặt giờ. Không ai tới không ai chạy luôn. Chạy không tự xử. Má giờ bây giờ bữa nay này cũng có chuyện gì nào. Em giờ em không chạy đó, lúc anh lúc nói vậy em cũng biết nó em không chạy vậy. Giờ rồi. Giờ có 10 triệu mình hẹn nhiều giờ anh đứng cái giữa anh Hòa đứng cái giữa. Bây giờ hai tụi em không có nói chuyện luôn, nằm xuống chạy luôn, em không có nói chuyện. Mày nụ mày giống giỡn, mày nó chạy được. Bây giờ đó bây giờ vậy nè, tụi em đứng lại để tiền.